Thì đây là đoạn đường Bến Ven Bờ ở quận Tư. Đường Bến Ven Bờ có thể nói là cái đoạn đường rộng rãi nhất ở quận Tư. Mình có thể gọi là đẹp nhất quận Tư bởi vì ở phía bên tay trái là bờ sông. Thấy là ở phía đằng trước á, mới biết là cái gì á, thì đó là tổng lãnh thôi. Chỉ là tổng lãnh mà thôi. Chạy lên một chút xíu nữa. Đường Nguyễn Hữu Hào nè, đường Nguyễn Hữu Hào đây, đường Nguyễn Hữu Hào có một cái chợ được gọi là chợ Hạnh Phúc. Chạy vào ở phía bên trong lòng chợ xem thử ha. Buổi chiều hầu như cũng không có ai bán gì ở phía bên trong, cũng vừa hết trơn rồi. Đó cũng vừa hết rồi. Có một cái chung cư cũ, nghe nói cái chung cư này cũng sắp phải di dời đi, nhưng mà không biết khi nào. Đang phân vân là không biết có ngôi nhà nào trống để mình chui vô không. Không. Con chó này nữa, nó chạy nó bò thì nó không bò đâu, mà nó cứ chạy cà tưng giữa đường, không có đường để chạy xe luôn đó. Đó chờ Hạnh Phúc buổi chiều đa phần cũng giả tre rồi. Chiều nếu như mà muốn mua trái cây với lại mua hoa này nọ thì có nha. Lúc trước có còn bánh khô nữa, nhưng mà bây giờ không biết còn bán hay không. Cho tôi lâu chọn một chút nói yêu dấu vì anh đây. Đánh đau cái gì lại hay gì á. Quýt lợn. Chuyện gì không có cách giải quyết mà. Đâu có chuyện nhất thiết là phải mất sức như vậy đâu. Đúng không? Có gì về nóng quá.
có cái ông cụ lớn tuổi đó, nếu như mà muốn ra ra đường á thì nhờ người khác người ta dẫn đi, chứ thấy ổng yếu á rồi mấy người ổng bị ổng bị lận á, rồi cái xong rồi ổng thì ổng cứ đứng đứng lên giữa đường á, băng ổng cứ không có băng mà đi ổng cứ không có đi, ổng cứ cứ như vậy á. Lấy cho một hộp cá hú với lại một hộp thịt kho trứng. Có tàu tàu hú hay không chú? Một bịch cơm nữa. Ngày 63, 65. Trong 35 tổng 30 có tàu 33. Rồi 2000 cơm thêm đến 65. Ở đây là quán cơm. Quán cơm này cũng có khá là nhiều kỷ niệm đó. Quán cơm A Sử ở quận ở dưới Tân Bản. Hồi xưa mình hay dẫn đàn gái mình đi ăn ở đây rồi. Hồi xưa hai đứa làm chung xe cầu cây 18 Vĩnh Hội á, hay dẫn cô ấy đi ăn ở đây. Rồi thời gian trôi qua cũng khá là lâu đó. Hiện tại bây giờ là cũng 5 năm rồi. Tết này là được 5 năm rồi đó. Mà mình vẫn nhớ, mình cho mấy đây thì chỉ mua về ăn thôi, chứ không có đi vô trong đó ngoài ăn giống như ngày xưa đó. Hỏi hiểu sao vô ngày đó thì mình lại nhớ về ngày xưa thực sự luôn. Có những ngày xưa chẳng bao giờ quên được. Dù gì á, ngày xưa thì nó cũng từng là hiện tại mà. Có hiện tại thì mới có quá khứ. Nên là ba lớp nhìn vô trong đó, ôi thật là buồn. Tới bây giờ thì cũng chắc cũng có chồng có ta rồi. Nó cũng đâu có nghĩ là như cũng đâu có nghĩ là mình vẫn nhớ cô ấy đâu. Đấy, cũng đâu có nghĩ được như vậy đâu. Mà thật sự ra thì mình vẫn nhớ bình thường. Sao dạo này á nha, chiều chiều á cái sao bao trà nó cứ bị âm mưu như vậy nè. Dù là bây giờ là mới có bốn giờ hơn thôi. Rồi bà phải chạy. Mặc dù là bây giờ mới có 4 giờ hơn thôi à. Mà trời cũng rất là mưu, khá là mưu.
bên tay trái, ở phía bên tay trái. Thôi cái chợ mà cái cửa hề là cái cửa hề bây giờ cái cửa hề này là cái gì ta? Quyên phải, cửa hề Tiền Lợi Quyên đó. Thì nó là cái quán lẩu hồi xưa hay ăn lẩu ở chỗ đó đó. Wow, trời ơi mưa quá à. Hồi trước là sắp mưa là như thế nào. Để trả vào đường số 48.